Hello, chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm một loại bánh, đó là bánh mì ốc các bạn. Bánh mì ốc thì hôm nay mình sẽ thử trong đó sẽ là một cái nhân kem các bạn nha. Thì ở đây mình đã chuẩn bị một ít nhân kem rồi các bạn này. Đây là nhân kem nhé. Bột kem với các bạn thì mình đã chuẩn bị sẵn như thế này rồi các bạn nha. Và để làm một bánh mì ốc này thì mình sẽ phải sử dụng cái bột nở để cho nó phồng lên đấy các bạn. Đây, đây là bột nở nhé. Và sau đó thì mình sẽ sử dụng bột nếp và bột mì để mình sẽ làm một cái bánh mì ốc này. Bánh mì hình ốc nha các bạn, không phải là bánh mì con ốc đâu, mà là bánh mì hình ốc nhân kem. Mình nói lại nha các bạn, đây là hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm bánh mì ốc nhân kem nhé. Và hôm nay đây là nước ấm các bạn này, mình sẽ bỏ vào đây. Nếp này. Mình sẽ cho đường các bạn. Mình sẽ bỏ bột nở vào nhé các bạn. Còn cái phần nhân kem này thì chúng ta sẽ chờ một lát nha. Đây cái phần nhân kem ấy thì mình phải chờ nhé. Và tí nữa thì mình sẽ bỏ nồi chiên không dầu để mình sẽ nướng cái phần bánh ốc này. Đây là cái phần bột nha các bạn. Mình cái này các bạn có thể ủ trong vòng 15 phút này thì chúng ta sẽ làm. Bây giờ thì mình sẽ đấy. Như thế này là ok rồi các bạn này. Bởi vì mình sẽ bỏ bột nở ít đó các bạn thì đây các bạn lan như thế này nhá. Và đó cho khí. Đây, các bạn lấy cái đũa các bạn nhấn như thế này nhé. Rồi. Hình con ốc này. Đấy. Và chúng ta sẽ bỏ trong cái con phải mình sẽ đục một cái lỗ như thế này. Mình sẽ bỏ cái nhân phần kem ở trong các bạn. Mình sẽ đục một cái lỗ như thế này nhé. Để trong phải phần nhân đấy. Bởi vì
Đây, mình sẽ lố như cái này các bạn này. Để mình sẽ làm một cái phần nhân ở bên trong các bạn nhá. Đây. Đây, bây giờ mình sẽ bỏ cái phần kem vào nhá. Bỏ cái phần bột kem vào nhá. Rồi và bây giờ thì mình sẽ bỏ vào nóng nồi chiên không dầu các bạn nha. Chúng ta sẽ nướng nhé. Vậy rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ nướng trong vòng ở nhiệt độ là mình đang ở để ở nhiệt độ 200 độ C trong vòng tầm 10 phút các bạn nha. Thơm rồi các bạn này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sau khi được 10 phút thì chúng ta sẽ xem được cái nó thành quả của mình chính như thế nào các bạn nhá. Và bây giờ thì mình sẽ wow. Đây các bạn. Hả? Dậy lên ba đuổi ngủ lại đi. Đây các bạn này, rất là nóng nhá. Các bạn có thể lấy một cái đũa để gắp ra. Wow, đây. Rất là nóng này. Và đây là thành quả của mình các bạn này. Đấy. Đây là bánh mì ốc nha các bạn. Mình ở bên trong cái phần của nó sẽ làm một cái nhân kem như thế này này. Wow, rất là thơm và ngon. Đấy. Bây giờ thì đây mình sẽ cho các bạn thấy cận cảnh của nó nhé. Đây, mình đã hoàn thành xong. Đây là một cái bánh mì này, nhân kem nhé. Bánh mì nhân kem này. Đấy. Thì đồ của nó cũng rất là giòn này. Bên ngoài về ngoài đường nó còn cũng rất là giòn đấy. Đó, đó là cách làm của mình nhá. Thì các bạn có thể sử dụng cách làm của mình để làm một bánh mì ốc nhân kem như thế này các bạn nha. Giống như người ta bán ở ngoài chợ ấy. Đấy. Rồi, và video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.